Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. Theo báo VN Express, quyết định trên có hiệu lực từ ngày 3 tháng 9 năm 2020 để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, Chủ tịch thành phố Hà Nội, là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 2 quận Hoàn Kiếm. Cùng tổ với ông Chung có ông Dương Đức Tuấn, bí thư quận ủy quận Hoàn Kiếm và ông Nguyễn Quang Thắng, phó ban văn hóa, xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo điều 101 của luật tố tụng và luật tổ chức chính quyền địa phương, thì trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị khởi tố bị can thì trường hợp thì thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong trường hợp bị kết tội bằng bản án quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Trước đó hôm 11 tháng 8, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để điều tra trách nhiệm của ông này liên quan đến một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, thì ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cũng ký lệnh tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông này. Đến ngày 28 tháng 8, thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Động thái bắt giam ông Chung được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam 3 người về tội danh. Trong số này có 2 người vốn là thuộc cấp của ông Chung, người còn lại là nguyên cán bộ của ngành công an. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh khởi tố bắt tạm giam nêu trên. Nói với báo Tuổi Trẻ thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết, theo điều tra ban đầu, thì ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án, gồm vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan. Và vụ thứ ba là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung thì vi phạm đã bị bắt và di sản của ông Chung trong thời gian ông làm lãnh đạo ở Hà Nội có những gì? Liên quan đến vụ bắt giam và khám xét nhà riêng của Chủ tịch thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an lên tiếng về thông tin Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ, phải vào bệnh viện điều trị cũng như các vụ án điều tra dính đến bàn tay của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, dưới chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ, thể hiện rõ qua việc kỷ luật hàng loạt các cán bộ cấp cao mắc sai phạm. Vụ bắt giam ông Nguyễn Đức Chung để điều tra loạt vụ án hình sự liên quan là một điển hình về bài học đau xót. Mặc dù rằng ông Nguyễn Phú Trọng thì đốt củi chỉ đốt phe địch chứ không đốt phe ta. Vào tối ngày 29 tháng 8 thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an đã xác nhận thông tin ông Nguyễn Đức Chung đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 và sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết là ông Chung bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Cũng trong tối cùng ngày 28 tháng 8, cơ quan điều tra phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc, chỗ ở của ông Chung tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ngôi nhà 88 Trung Liệt, quận Đống Đa. Ông Chung không có mặt ở các địa điểm này vào thời điểm khám xét.
vì ông đã bị bắt tại cơ quan an ninh điều tra. Lệnh bắt được tống đạt khi ông Trung đến nơi làm việc ở cơ quan an ninh điều tra vào ngày 28 tháng 8 trước thời điểm khám xét. Tướng Tô Ân Sô cho biết là ông cũng không tin khi nhận các quyết định tố tụng, sức khỏe của ông Trung hoàn toàn là bình thường. Tối ngày 28 tháng 8 thì ba cán bộ thuộc cơ quan an ninh điều tra, một đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đi trên hai ô tô biển xanh cùng khoảng 5 người mặc thường phục đã đến khám xét chỗ ở của ông Trung tại 88 Trung Liệt. Việc khám xét kéo dài 2 giờ đồng hồ, cơ quan chức năng đã mang theo nhiều thùng tài liệu niêm phong khi rời khỏi. Ông Tô Ân Sô cũng cho biết là Bộ Công an đang tích cực xác minh điều tra vai trò của ông Trung liên quan đến một số vụ án khác. Trong thời gian qua thì sau khi ông Trung bị khởi tố, bắt tạm giam, đã xuất hiện nhiều đồn đoán ác ý trên mạng xã hội như cho rằng ông Nguyễn Đức Trung bị đột quỵ phải vào bệnh viện để điều trị. Tướng Tô Ân Sô cho biết thì ngay sau khi bị tạm đình chỉ chức vụ ngày 11 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung đã giải quyết một số công việc cá nhân và đến cơ quan điều tra làm việc. Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Trung lên làm việc, sau đó giữ lại và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ông Nguyễn Đức Trung liên quan gì đến vụ Nhật Cường mà bị điều tra? Theo người phát ngôn của Bộ Công an thì không có chuyện ông Nguyễn Đức Trung bị đột quỵ hay có bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải cấp cứu điều trị. Tướng Tô Ân Sô đề nghị báo giới không giật tít theo cách suy diễn đến vấn đề liên quan đến vợ con của Nguyễn Đức Trung, cũng như yêu cầu các phóng viên không viết bài trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tới vợ con của ông Nguyễn Đức Trung. Tới hôm nay, họp báo thường kỳ chính phủ dự kiến đầu tháng 9. Tôi nêu vấn đề này, tướng Tô Ân Sô nói, và đồng thời tướng Sô cũng cho biết là Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung. Hiện chưa thể nói ông Trung có hành vi chiếm đoạt những tài liệu bí mật nào. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, người phát ngôn Bộ Công an cho hay. Trong một diễn biến liên quan thì được biết 3 năm trước, ngày 18 tháng 2 năm 2017, tại buổi gặp gỡ với văn nghệ sĩ thành phố Hà Nội thì ông Trung cho biết các bác sĩ đã phát hiện ông bị polyp trực tràng từ đầu năm 2015. Ông Trung sau đó đã sang Pháp điều trị và mổ vào tháng 4 năm 2015. Đến tháng 4 năm 2016 khi đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ lần nữa phát hiện trong phổi ông có một nốt nhỏ và sau đó ông lại sang Pháp để phẫu thuật. Ông không phải dùng bất cứ loại thuốc nào sau 2 ca mổ tại Pháp. Sau một số thông tin đăng tải trên báo chí thì gia đình của Nguyễn Đức Trung hoàn toàn bất ngờ và bị sốc trước việc ông bị bắt giam. Ngay tại thời điểm khám nhà, con trai của ông là Nguyễn Đức Hạnh không ở Hà Nội. Sáng hôm sau mới về được và ông Trung tuổi đã cao, có bệnh và giờ thì liên tục khóc trước biến cố của con trai ba. Ngay trong tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhiều họ hàng, đồng nghiệp và gia đình của ông đã đến chia sẻ. Mẹ ông Trung khi đó phải có người dìu, nguồn tin chia sẻ. Người dân trên phố Trung Liệt cũng rất bất ngờ trước việc ông bị khởi tố, bắt tạm giam và bị khám xét nhà, nơi làm việc. Trong khi đó thì một phụ nữ khác sống gần đó cho biết là ông Trung rất quan tâm đến những người già cả khó khăn, rất tình cảm với những người dân trong cùng tổ dân phố. Mỗi sáng đi có người đến đón và ông Trung đều chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. Cá nhân tôi đánh giá ông Trung là người tốt, sống chan hòa và mọi người gần gũi với nhân dân. Còn công việc của ông ấy chúng tôi không biết, người dân này nói. Con đường sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung quả là rất đáng ngưỡng mộ. Ông Trung tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, có học vị tiến sĩ luật. Trải qua hàng chục năm công tác tại Công an thành phố Hà Nội, trong đó kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo tại đội trọng án đến trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc rồi giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi. Năm 46 tuổi thì ông Trung đã được phong hàm thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam và được biết đây là một ông tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của ngành công an. Cuối năm 2015, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.
Giữa năm 2016 thì tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thì ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu rất cao. Thống kê những điều đã làm được với thủ đô cho thấy dưới thời của ông Trung làm chủ tịch thành phố, Hà Nội đã trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, sau đó với mục tiêu xây dựng thủ đô trở thành đô thị xanh văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời nỗ lực xây dựng một môi trường sống tốt nhất, người dân được sinh hoạt giải trí với chất lượng cao. Năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề ra mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 và sở ngành quận trong thành phố đã tích cực thực hiện mục tiêu trên. Trước đó thì nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp đi sân bay Nội Bài, Võ Văn Kiệt, đại lộ Thăng Long chỉ lác đác cây xanh thì nay hai bên đường đã rợp bóng mát. Thành phố cũng trồng cây trên nhiều tuyến đường trong nội đô như xã Đàn, Giải Phóng, Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Hà Nội đã triển khai thí điểm không gian đi bộ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sau nhiều năm triển khai thì quận Hoàn Kiếm đơn vị được giao triển khai tổ chức, nhận định việc này đã tạo dựng được điểm nhấn cho thủ đô, tạo ra không gian vui chơi giải trí cho cộng đồng nhân dân và dân cư, du khách trong và ngoài nước, đồng thời là nơi giao lưu lan tỏa của các giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời gian qua thì tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận thì đã diễn ra hàng trăm sự kiện hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật phong phú đa dạng. Trong đó thì có 185 sự kiện văn hóa quy mô lớn thu hút sự tham gia của 8 tỉnh, thành phố trong cả nước và 17 quốc gia tiêu biểu. Một số sự kiện nổi bật có thể kể đến như không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội, Quảng Bình trong lòng Hà Nội, đơn ca tài tử Bến Tre, hòa nhạc và dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới London Symphony, hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm Hoa Anh Đào. Trong cương vị trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán ở thành phố Hà Nội, ông Trung đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để khoanh vùng dập dịch. Từ chỗ là địa phương dẫn đầu của cả nước về số ca mắc, Hà Nội đã sớm trở lại tình trạng bình thường mới và có 105 người không có 105 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Ngoài ra thì ông Nguyễn Đức Chung còn là người có công lớn trong việc đàm phán để đăng cai giải đua công thức 1. Dưới thời của ông Nguyễn Đức Chung, Hà Nội cũng thực hiện lấy ý kiến người dân, sắp xếp lại loa phường. Mặc dù vậy thì Hà Nội dưới thời của Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thậm chí trầm trọng hơn như ô nhiễm không khí, ngập khi mưa lớn và tắc đường. Việc cải tạo chất lượng nước và dòng sông nội đô chưa đạt được kết quả và một số quy định đô thị về tinh và phân khu chưa được hoàn thành. Và thêm nữa thì nhiều vụ khiến khiếu kiện đất đai diễn biến phức tạp, đặc biệt là vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội khiến cho 3 chiến sĩ công an hy sinh. Hàng chục người bị khởi tố. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang làm rõ hành vi sai phạm của bị can để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, 3 bị can đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố. Các bị can đó là những người mà là lính của ông Nguyễn Đức Chung. Ngoài vụ án trên thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn bị tạm đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong 2 vụ án khác. Thứ nhất là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vì sao lại có biệt danh là Trung Con? Vì các quan chức bị khởi tố bắt giam gần đây đã không còn là chuyện động trời. Ngay cả ông Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phạm Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Cho tới gần đây nhất là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Nhưng đối với ông Nguyễn Đức Chung, nó lại là một tin thật sốc.
thật sự gây bão trong dư luận, thật sự cảm giác như Hồ Gươm chiều 28 bỗng dậy sóng. Vì sao lại sốc? Bởi vì đối với toàn dân thủ đô, ông Trung là một người gần gũi từ khi còn là giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông gắn liền với những chiến công của công an Hà Nội trong các vụ truy bắt hai tên tử tù vượt ngục Hòa Lò, vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh trên phố Tây Sơn, vụ giết người yêu chặt xác bỏ vào bao tải ở một căn hộ chung cư, vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân, rồi hàng chục, hàng trăm vụ án nổi tiếng khác, góp phần làm cho Hà Nội với gần 10 triệu dân luôn được đánh giá là một thành phần, là một thành phố vào loại bình yên nhất của cả nước. Từ một học viên Đại học Cảnh sát, sau gần 30 năm huấn luyện, phấn đấu và rèn luyện, lập được nhiều chiến công xuất sắc vì bình yên của thủ đô Hà Nội, thì Nguyễn Đức Trung đã được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 37 tuổi, phong hàm thiếu tướng năm 47 tuổi và là tướng trẻ nhất trong lực lượng công an khi đó. Kể từ khi lên làm chủ tịch thủ đô Hà Nội thì ông cũng góp phần làm cho thủ đô xanh sạch đẹp lên nhiều, và trật tự đô thị, nếp sống văn hóa của cư dân thủ đô cũng trở nên văn minh thanh lịch hơn xưa. Những vị chủ tịch khác của Hà Nội, trừ vị chủ tịch đầu tiên lâu nhất là bác sĩ Trần Duy Hưng, thì có thể nói rồi đến ông Trung là có tác phong gần dân nhất. Một đám cháy lớn, một vụ sập nhà, một vụ bắt cóc con tin, ông Trung thường là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và chỉ huy việc giải quyết sự vụ rất nhanh nhạy, chính xác và quyết đoán. Người ghét ông không ít, nhưng người yêu quý ông cũng rất đông. Và số đông ấy chính là do sâu xa có việc tin tức về vụ khởi tố bắt giam ông Trung trở thành một sự kiện rung chuyển cả Hà Nội. Không chỉ người Hà Nội bàng hoàng mà hàng triệu người dân trên cả nước cảm thấy buồn, thất vọng bởi niềm tin đã trao nhầm chỗ. Thực ra thì việc ông Trung bị bắt đối với tôi và nhiều người hoàn toàn không bất ngờ, và tôi tin rằng ông Trung cũng nghĩ đến điều này, cũng như chính ông cũng không thấy bất ngờ về mặt lý tính. Bởi với ba tội danh khiến cho bị đình chỉ công tác đúng 17 ngày thì tôi thấy chuyện diễn ra chiều tối ngày 28 tháng 8 là không thể tránh khỏi, và đó là một kết cục tất yếu. Với hai tội danh về kinh tế thì có thể bàn cãi ngược xuôi, nhưng đối với tội danh thứ ba, tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, thì việc khởi tố và bắt giam là không thể khác. Nhất là ông Trung từng là một vị tướng công an, một tiến sĩ luật thì càng hiểu rõ hơn ai hết về tội danh này và hình phạt dành cho tội danh đó. Để thật khách quan, xin được chia sẻ với các bạn lời nhận xét về Nguyễn Đức Trung ngã ngựa. Một vị tướng an ninh, ông không chỉ là thủ trưởng cũ mà còn là bậc cha chú của Trung. Trong suốt 30 năm không chỉ là đại ca của Trung trong nghề công an và trong cuộc sống, mà còn là người đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của Trung trong hàng vạn quân sĩ của mình, để rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo, giúp đỡ cho Trung từ một điều tra viên lên đội phó đội trưởng đội trọng án, phó trưởng phòng điều tra năm 1990 đến năm 2003, phó và trưởng phòng cảnh sát hình sự 2004 đến năm 2010, rồi lên phó và giám đốc công an Hà Nội tháng 9 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012. Sau những chia sẻ sự đáng tiếc về những gì đã xảy ra với Trung con, vị tướng ấy như thường lệ không hay dài dòng chi tiết mà đưa ngay ra kết luận về vụ việc. Ông nói, Trung đã mắc phải 3 sai lầm, 3 lỗi lớn nhất kể từ khi Trung rời chức giám đốc thủ đô Hà Nội để leo lên chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong vòng 3 năm, 3 tháng. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 12 năm 2015. Điều thứ nhất, Trung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực thì ngày mai Trung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới. Sự đam mê quyền lực này tất yếu dẫn đến thâu tóm mọi quyền lực chỉ trong tay mình. Điều này là tối kỵ, nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm. Ấy là còn chưa nói đến một sự thật khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và nhiều khi mất trắng, nó tạo ra một cơn sóng ngầm,
một sự đối kháng đầy kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Trung và ngoài lường tính của Trung. Điều thứ hai là Trung quá tự tin đến mức có thể gọi gần như là kiêu ngạo. Kể từ khi lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội thì Trung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ đạo của bất kỳ ai, những ai đã từng cộng sự chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa. Trung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết định, mọi ý kiến góp ý xa gần Trung chỉ nghe cho chiếu lệ và bỏ ngoài tai khi mà tiến hành công việc. Điều thứ ba là giống như đa số các nhân vật của thời đại Duy Lý và Kim Tiền này, Trung cũng say kiếm tiền, và nguy hại hơn là Trung mang trong thâm tâm mình một niềm tin rằng việc khó mấy cũng có thể dùng tiền để giải quyết được, càng khó thì càng chi ra nhiều tiền là xong. Sai lầm này là tệ hại, bởi tiền không thể giải quyết được tất cả mọi việc như Trung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Trung mua được bằng tiền. Những gì đang xảy ra chứng minh cho Trung điều đó. Tôi hỏi một vị tướng cảm nghĩ về Trung lúc này thì ông chậm rãi. Trung là một người tài, rất tài, nhưng tớ nghĩ là nó có lẽ ngoài ba nguyên nhân kể trên còn có chút yếu tố số phận. Trung trưởng thành lên cũng từ người thực thi pháp luật và bây giờ mất hết tất cả cũng vì vi phạm pháp luật, nên người hay hỏng, người cũng từ hai chữ pháp luật mà ra. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Vị tướng già buông câu kết trong tiếng thở dài, nuối tiếc, thương cảm và chút giận hờn và tắt máy. Khi một người nào đó vừa ngã ngựa trong thiên hạ thường lập tức chia làm hai luồng dư luận. Một bên thì hả hê hài lòng, cười nhạo đắc thắng, thậm chí là dậu đổ bìm leo, lửa đổ thêm dầu, thêu dệt thêm thắt rất nhiều khuyết điểm, tội lỗi mà người đã ngã ngựa không hề mắc phải và gây ra trong quá khứ. Một bên thì lại ủ ê thương xót, bênh chầm chậm, chỉ nói về những cái tốt cái đẹp của người đã ngã ngựa, dường như việc người ấy bị ngã ngựa là quá nặng nề, đáng xót thương, thậm chí có những ý kiến đầy chủ quan và mị dân, coi việc ngã ngựa ấy là không đáng bị và không đáng có, tạo ra tâm lý hồ nghi trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật của cơ quan chức năng. Việc giữ được tâm thế khách quan, đúng mực và công bằng khi đánh giá sự vụ và nhìn nhận con người lúc này không chỉ là điều cần thiết của nhân văn và tỉnh táo, mà còn là sự nhân đạo, tạo điều kiện cho đương sự có cơ hội tỉnh táo nhìn nhận lại những lỗi lầm của mình và sửa chữa trong tương lai, đồng thời giúp cho nhà chức trách có thể thực thi pháp luật một cách công minh và chính trực đối với vụ việc. Cũng trên tinh thần khách quan và đúng mực đó thì tôi muốn kể lại hai câu chuyện nhỏ trong quá khứ của ông Trung. Ngõ Hầu cung cấp thêm một cho bạn đọc một góc nhìn đầy đủ hơn về một con người, dù người ấy tốt hay xấu trong đánh giá của cá nhân bạn. Câu chuyện thứ nhất là vì sao lại có biệt danh là Trung Con. Cả nước chứ không chỉ riêng người dân Hà Nội, suốt nhiều năm nay chứ không phải bây giờ, đều biết Nguyễn Đức Trung còn có biệt danh là Trung Con. Nhưng tại sao lại có biệt danh ấy thì có thể không nhiều người biết. Chuyện là thế này, tháng 6 năm 1990 khi mới 23 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Cảnh sát 1985-1990, ông Trung được phân công về công tác tại đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Dân Hà Nội hay cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội ngày ấy hay gọi tắt người của đơn vị này là lính 5 năm, vì trụ sở của phòng cảnh sát khi ấy đóng ở 55 Lý Thường Kiệt, cũng giống như người Hà Nội gọi lính số 7 vì phòng cảnh sát hình sự đóng ở số 7 Thiền Quang. Đây là hai phòng nghiệp vụ chủ lực và mạnh nhất của công an Hà Nội thời đó, và đồng thời cũng là khắc tinh của một số dân tội phạm đất Hà Thành. Ông Trung về làm ở lính 50 năm thì công tác tại đội trọng án phòng điều tra lúc ấy hoàn toàn các đàn anh đàn chú ra đời chinh chiến trận mạc,
hơn ông Trung rất nhiều cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm. Trong sinh hoạt, hoạt động hàng ngày của đơn vị, đặc biệt là những lúc nghỉ ngơi, trà dư tửu hậu của các bậc đàn anh ở đó, thì cậu sinh viên cảnh sát mới ra trường 23 tuổi ấy không biết hút thuốc, uống rượu, nhưng lại thường được gọi lên pha trà rót rượu, điếu đóm như một cậu bé con út ít trong gia đình. Mới đầu là cu con này ra đây chú bảo, ê cu con lấy cho anh cái ấm trà, ly rượu. Tóm lại cứ cu con gọi suốt, lâu dần rút gọn thành trung con. Kể cả khi mà ông đã trưởng thành rồi trở thành đội phó đội trưởng ở phòng điều tra này. Lâu dần cái biệt danh ấy không chỉ tồn tại trong đơn vị mà còn lan tỏa ra ngoài xã hội. Ông Trung mang biệt danh con ấy gần 30 năm qua và không một lý do nào khác, kể cả vì có ai đó trung lớn trong đơn vị để gọi phân biệt ngôi thứ cũng không phải. Chuyện biệt danh Trung con đơn giản chỉ vậy thôi. Câu chuyện thứ hai là tuổi thơ và con bò của hợp tác xã. Chuyện này tôi được nghe người chị gái tên Vân của Trung kể với tôi lâu lắm rồi, từ thời Trung mới còn là trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội. Chị Vân kể, thuở nhỏ ngày gia đình còn ở trên Phú Thọ, Trung thương cha mẹ lắm. Mới học cấp 2, tuy gia đình thuộc diện phi nông nghiệp nhưng Trung vẫn nói với bố mẹ xin với hợp tác xã cho nhà mình được nuôi một con bò để có thể giúp gia đình cải thiện thêm thu nhập. Thế rồi ngày ngày sau lúc đến trường và giờ học bài thì Trung lúc nào cũng quấn quýt bên chú bò. Lúc thì dắt ra đồng gặm cỏ, lúc thì cắt cỏ về phòng cơ cho bò, khi thì đưa bò ra sông tắm, thêm thấy trời trở lạnh thì ra che chắn cho chuồng chu đáo cho bò không bị rét. Chú bò nhờ công chăm sóc cần cù chăm chỉ của Trung mà lúc nào cũng béo tốt phây phây. Ai trong làng xóm cũng khen rằng cu Trung vừa học giỏi lại vừa chăm bò rất khéo. Hợp tác xã đến kỳ nhận bò về lại trả công cho gia đình Trung, lúc thì bằng thóc, lúc thì bằng nhu yếu phẩm vốn là hàng phân phối ở cửa hàng Bách Hóa, Mậu Dịch huyện. Trung hay xin nhận các đồ dùng cho mẹ, lúc thì cái khăn quàng cổ, lúc thì tấm áo phin, có khi là hộp kẹo phong bánh cơi trầu. Mẹ vui là Trung hạnh phúc lắm, lại giục mẹ cha xin nhận nuôi bò tiếp. Tôi kể lại câu chuyện riêng tư này của Trung con, không giống như người ta kể chuyện về thủ trưởng cũ của Trung, từng bắt đom đóm học bài để thành con ngoan trò giỏi, cố chủ tịch Trần Đại Quang, mà tôi chỉ muốn nói một điều. Người ta có thể chăn bò rất giỏi, rất chăm, nhưng lại không chăn được quyền lực. Để cho con bò quyền lực nó sổng ra, giật đứt dây sỏ mũi và lồng lên như con ngựa vía, đá hậu người xung quanh và hất tung nài ngựa xuống bãi cỏ lăn lóc bị thương. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.